Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình review lại cái con Roland số VS880. Cái dòng này thì em bán cũng rất là nhiều rồi ha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ review lại cái cách setup ngay từ ban đầu, rồi cái cách reset máy, rồi cái cách mình gửi phát chỉnh EQ rồi sao. Tại vì anh em có rất nhiều anh em muốn mua nhưng mà ngại cái vấn đề sử dụng. Thực sự con này là mixer số nhưng mà là chỉnh thao tác chỉnh bằng tay hết nha nè, chỉnh bằng tay hết mà cũng cực kỳ đơn giản. Anh em xem xong clip này là sẽ hình dung trong cái khái niệm mình cái con này nó có những gì ha và sử dụng nó như thế nào. Đầu tiên mua một cái con mixer bên Nhật về nó là như vậy không. Bây giờ mình reset lại nhà sản xuất thì mình bấm cái phím system này, rồi bằng cái con trỏ đi que đi lại này, đi que tới cái chỗ system intermix, đây intermix này, mình bấm Z. Đó, ông viết tiếp, ông ok tiếp, nó báo sure, viết luôn. Như vậy là đang reset lại này, anh em thấy chưa? Reset lại rất đơn giản, đang reset lại đấy. Mình đợi chờ nó tí xíu ha, đợi chờ tí xíu nó khởi động. Đó, cái con Roland này nó có tổng cộng là 8 line đầu vào ha, từ số 1 đến số 8. Nhưng mà 1, 2, 3, 4 về kênh E, 5, 6, 7, 8 về kênh B. Thì ở đây sâu nó có cái ngõ cắm chỗ này này. Xây con mixer lại nha, em thấy ha. Đây, như em đang cắm cái line mix là line số 1 ha. Rồi số 1, số 2 là mix đi. Số 3, số 4 là nhạc vào ha. Còn input bên bơ ra mình cắm bằng rack hoa sen này ha. Hai đường master xuống main là hai rack hoa sen ha. Cắm chú ý cắm đúng nha, một cái rack đỏ và một cái rack trắng. Cắm chặt nó không có nữa, ha. Và em cũng chờ nó khởi động thì em cũng giới thiệu sơ qua luôn ha. Con này là con Roland VS880, số series cuối là 589 đấy ha. Công suất là 20W, điện là 100V ha. Made in Japan, hàng xịn sò của Nhật ha. Rồi, nó để khởi động xong rồi thì nhạc mình cắm vô line số 3, số 4 đúng không? Nhạc mình cắm line số 3, số 4 thì mình đẩy nhạc lên. Có nhạc rồi, bắt đầu ta tiến hành ta kiểm tra cái tiếng mic cô thôi đi. Mic thì mình cắm vô line số 1 đúng không? Một. Lê, chưa có, giờ mình chưa đẩy fader lên này. Lê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10. Đây là cái tiếng mic cô chưa có gì hết đúng không? Ok. Thì đối với một con mic số, con nào cũng gần như cũng vậy. Vận hành nó thì cũng đơn giản thôi. Đầu tiên á là ta cho tín hiệu đầu vào kết nối phần cứng sau đó rồi đúng không? Tới phần mềm. Phần mềm thì đầu tiên ta phải chỉnh được EQ. Ví dụ nhạc mình cắm vô line số 3, số 4 thì mình phải cân chỉnh được bass drop ha. Rồi cân chỉnh EQ, mic mình cắm vô đây mình cũng cân chỉnh EQ. Xong cái bước đầu tiên cân chỉnh EQ rồi, bước thứ hai là mình gửi effect và mình xử lý cái bộ effect đó. Mình chỉnh ở chỗ vượt cho nó ngon lành cái nào. Rồi bước thứ ba nữa là mix nhạc, mix là trộn giữa tiếng nhạc với cái tiếng mix của mình nên vậy đó, thì mình sẽ hát thôi. Nó đơn giản vậy thôi không? Đầu tiên là mình hướng dẫn cái cách chỉnh EQ. Cái con này phải hai tay một tay một cách nó làm được. Cái phím shift này nè, mình muốn chỉnh EQ của cái cỡ nào không? Nhấn phím shift. Các cái hình vuông này thì bên này nó có là EQ low, EQ mid, EQ 2, ví dụ mình đề đồng thời hai phím xuống ha. Em có một tay chết rồi. Đây này, ví dụ như tay đây là anh em nhìn thấy anh tay đây là em nhấn phím shift xuống này ha, nhấn giữ phím shift. Bên này là nhấn cái chữ EQ low này nè, chữ EQ low nhấn xuống. Đấy thì trên này nó sẽ hiện lên các bạn thông báo nhấn đồng thời hai phím nha. Phím shift cộng với phím EQ low. Đó thì nó hiện ra các bạn kênh CH1, CH1 là cái la mình cái micro này. Thì mình chỉnh EQ. Chỉnh EQ bằng cái cách mình lên con trỏ đi. Cái này là decibel là độ lớn, còn cái này là tần số ha. Ví dụ như mình không thích tần số 300 thì mình có thể mình đổi đi chỗ khác ha. Còn cái biên độ mình lên xuống nè, anh em thấy nó chạy lên nè. Đó, vậy là xuống không? Đó. Rồi. Bước đầu tiên là EQ xong rồi không? Em làm một kênh số 1 không? Ví dụ muốn kênh số 2 thì nhấn vô select 2 ha. Select 2 này, anh em nhìn mình nhấn này, đã hiện lên select 2 này. Tương tự select 3, select 4, mình cứ nhấn vậy đó mình chỉnh EQ low, EQ mid, EQ 2 ha. Xong EQ rồi thì tiến hành ta bắt đầu gửi effect. Bắt đầu ta thoát ra màn hình đi ha. Bắt đầu ta gửi effect này. Ta nhấn vô cái kênh số 1 là kênh ta muốn dùng này. Đấy, thì bây giờ mình gửi effect cho nó trước ha. Mình là click cái mũi tên đi này, click tới LX không dùng, click tới liên này sơ H1 effect
đang ốp này nè, bây giờ mình sẽ mở lên cho nó on này. Đó, mở beta thì nó có phát không. Rồi tiếp theo mình nhấn tiếp tới là send effect, mình muốn send 100 bao nhiêu đó tùy, send tiếp. Rồi send 2 on lên. À quên, chỗ nãy giờ thử tiếng mic cho em nghe cho đã nói, mình làm mà không có thực tế đúng không. Bây giờ mình thử tiếng mic thử cái gì chưa ha. Lên 1 2, đây là cái hưởng effect số 1 nó đang có này, chị vừa vậy hết này. Mình lưu lại, mình lưu lại này cái effect 1 này là đang ốp đúng không, này đang ốp nữa là không có này. Hey 1 2, đấy, bây giờ mình on lên là nó có reverb này. Hey à, ok chưa. Rồi bắt đầu tiến hành tiếp theo nữa là effect số 2 on lên là có echo này. Nhớ cái chữ BT nha nè, BT nha, nhớ cái BT này. Lên 1 2, đó nó đã, lúc này nó đã có hai hiệu ứng echo với reverb này không. Rồi ok, bây giờ mình lấy tiếp theo nó có gì là send tín hiệu của effect 2 này. Đó, rồi xong rồi ta thoát đây ha. Hey. Đấy, bây giờ là mình đã send được tín hiệu effect vô cái micro số 1 rồi. Và tương tự cái mic số 2 thì mình nhấn select số 2 thôi ha anh em ha, không có gì hết. Rồi. Bây giờ mình đã đưa cái bộ effect vô rồi và tiến hành mình chỉnh effect. Chỉnh effect thì sao? Chỉnh effect thì ngay chỗ đang đã có phím shift này, effect 1, effect 2 mình nhấn lên. Mình nhấn vô effect 1 đi, mình chỉnh đi ha. Mình nhấn effect 1 mình chỉnh thì mình nhấn mũi tên đi qua. Effect 1 không? Nhấn tiếp phát nữa. Nhấn shift effect. Effect 1 ha. Rồi bây giờ mình bấm enter. Enter này, enter ha. Rồi nó là ra bộ reverb. Mình khai báo những thông số EQ nè anh em, EQ. Rồi EQ bass chung chép gì đấy mình muốn chỉnh nhiều mình chỉnh tùy. Cái này là mình set up theo cái dàn của mình nghe cái lo bass chung chép của mình nó đạt hay không mình mới set, chứ cái này mình mô phỏng thôi, mô phỏng cho anh em hiểu cái cách để làm thôi. Rồi sau đó bấm lưu ha. Lưu thì bấm enter z lại ha. Rồi, tiếp theo ta bấm bộ effect số 2. Số 1, số 2 ha. Rồi ta bấm z. Rồi bộ effect 2 là bộ delay đấy. Đấy. Rồi mình tiến hành mình khai báo delay on này, rồi delay time là 2.4, ví dụ như mình đang lên dựng 2.4 đúng không? Mình muốn cho chậm lại, mình lên nữa 2.78 đi. Lên 1 2. Đó, nó lại phơ hơn nãy tí rồi ha. Đó, mình cứ chỉnh những thông số này, feedback delay là cái tần số lặp lại vô mình cho lên 30 thì nó sẽ lặp lại nhanh này. Lên 1 2 3 4 5 6 10. Lên. Nói chung là cái này tùy theo cái thói quen và cái tai nghe của anh em mình nó như thế nào thì mình chỉnh theo thế đấy thôi, nó không có cái thước đo nào đâu nha. Lên 1 2 2 2 2 2. Đấy, như này là quan hệ cho quen là ngon luôn đấy. Rồi, ví dụ như ta chỉnh xong hết xuôi, ta chỉnh xong một vòng cơ bản là như vậy rồi đúng không? Bây giờ tiến hành ta lưu lại nè. Lưu lại bằng cách nhấn giữ phím shift và phím start đây ha. Phím start STRE này. Nhấn phím shift một tay, nhấn start này anh em, nhưng mình thao tác nhấn cùng một lúc hai phím ha. Thì nó báo là mình có ok không đó, muốn lưu không bấm Z ha, Z này, Z thì nó đã lưu rồi đó. Anh em thấy nó lưu rồi ha. Đó, nó đã lưu rồi đó. Rồi, lúc sau mình thoát hình ra thì mình kiểm tra lại thôi, nãy giờ mình chỉnh nó có chưa ha. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên. Đấy, cái tiếng echo của con này là cực dẻo ha. Và đặc biệt cái nền nhạc rất phê, em đẩy thử nền nhạc này. Số thì nó hay là kẻ lời ca lẫn tiếng nhạc nên anh an tâm về công tác. Mà một con mixer số như thế này thì giá chỉ có 4.800.000 đồng không, so với một con van số thì nó hơn cực kỳ, do so với tầm giá hơn, tầm giá mà 4-5 triệu lại thì không có con van số nó ăn được nó đâu, em cam kết chắc cú luôn đấy. Và cái nền nhạc nghe nó sạch sẽ, nó trong trẻo, rồi cái lời ca mà nó rất rõ lời và nó hay, nó thật, mixer nó hát thật hơn cái con van số là chỗ đó đấy. Và mọi chi tiết mua hàng thì người anh em vui lòng liên hệ ha, 0909 043679. Chào tạm biệt người anh em.